tớ có được mời một cái dự hội thảo cơ mà chia sẻ về cái việc là tại sao nên lấy vợ như lấy chồng như thế nào và để làm sao để không bỏ nhau. Anh chia sẻ về đấy á? Anh chia sẻ em. Bây giờ anh 10 năm rồi anh được quyền chia sẻ chứ. Thưa bạn ơi, tớ nghĩ là thôi. Tớ là nhớ gặp vợ tớ hôm nay gặp nữa. Xong rồi tối về tớ bảo thôi anh quyết định sẽ cưới em. Chưa đến 3 tháng xong cưới luôn. Thì nó gãy như thế nào bạn hiểu vấn đề không? Sau khoảng bây giờ là cũng sớm 8 năm rồi thì nó đã qua cái đoạn khớp gành rồi. Thì mình biết luôn là làm sao để có thể ở được với nhau. Bây giờ là tỷ lệ ly hôn lên đến 80%. Mình cần kéo nó xuống khoảng 60% là mình cũng giúp ích được cho đất nước một tí thôi. Ly hôn xong tránh tình trạng ly hôn. Không, nhưng mà nó không nên cưới lại nhiều quá. Dối. Một lần thôi đúng không anh? Lại một lần hai lần đương nhiên mà nói chung là ít rồi. thực ra bây giờ cái tỷ lệ ly hôn nó chất lượng hơn số lượng. Nên là giữ được gia đình cũng là một cái câu chuyện dài vất vả. Hôm nào tớ sẽ có cái hội thảo thì tớ sẽ được mời mà. Tớ đang được mời nhưng tớ đang cân đối vì hội thảo nó phải phù hợp hơn 1000 người. Tớ sẽ chia sẻ là cách thức giữ lửa hôn nhân. Giữ lửa hôn nhân rồi. Khen luôn. Nó phải có nguyên tắc khoa học chứ không phải là nó thật chứ không phải là cứ kiểu là cố mà giữ ở đâu. Nhưng cái tay là con gái chửi nó nhiều. Cách khách mời thôi. Nghe thôi không cần chia sẻ. Không thì nghề của tớ thì bạn nên chia sẻ làm ăn. Tớ nghĩ là nó hợp lý. Bạn thúc đẩy được cái gì vì nó đúng của nghĩa cái trí. Tự dưng bây giờ anh Tú đang kiểu AI Phú Thọ bây giờ sang lại chơi phát nữa. Không sao, bởi vì tớ là dù sao một tháng một bên tớ 2000 bộ của ảnh cưới. Tớ là có trách nhiệm trong cái ảnh cưới ở Việt Nam rồi. Thế bây giờ ly hôn nhiều thì bạn cưới lại thì bạn chụp được nhiều chứ. Đấy là theo lý thuyết mọi người đều nhìn nhận ra đúng không? Nhưng mà đấy là một cái điều cũng không phải là hay ho lắm đâu. Không hay cái gì nào ấy. Không nên chú ý cho cái điều đấy. Bạn có hiểu được không? Mình educate ngay từ đầu đi cho nó cưới xin cho nó nét. Thế thì đầu tư quả nhiều tiền hơn đúng không? Ngay từ đầu làm phát cho nó nét luôn. Thậm chí quả cưới đầu mà cưới vẻ thật hoành tráng, lần sau không dám cưới lại nữa.